Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Tổng quan vòng 12 năm League, cuộc chiến đỉnh và đáy. Vòng 12 của V-League mang tính chất quan trọng bởi những đội giành chiến thắng sẽ mở ra những cơ hội lớn trong các cuộc đua. Ở chiều ngược lại, những đội chiến bại có thể đánh rơi cả một giấc mơ. Sóng ở đáy sông, cuộc chiến ở đỉnh và đáy chắc chắn là câu chuyện tiếp tục giành được sự quan tâm. Ở vòng đấu này, nhóm dưới của V-League sẽ đối đầu với nhau trong những trận cầu dự báo sẽ tóe lửa. Ở xứ Thanh, Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách đầy trắc trở trước một Thanh Hóa ủ mưu muốn leo lên phía trên. Với điểm số khá gần nhau, ai chiến thắng trong cặp đấu này sẽ có lợi thế bứt phá. Trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt huấn luyện viên tạm quyền Nguyễn Hữu Thắng cùng với Lý Nguyễn, bản hợp đồng chờ đợi nhất của giai đoạn 2. Rất nhiều ánh mắt hồ nghi đang hướng về đội bóng thành phố sau những sự thay đổi thượng tầng. Quyền uy và kinh nghiệm của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là điều không bàn cãi, nhưng Hữu Thắng đang có quá nhiều lo âu trước trận chiến với Bình Định. Người láng giềng Sài Gòn cũng đang bị mây đen vần vũ khi tiếp tục chôn chân ở đáy bảng. Ở khúc cua này, đội bóng của bộ đôi Phùng Thanh Phương và Lê Huỳnh Đức đang ở giữa muôn trùng vây khi phải làm khách tại Bình Dương. Cặp đấu trên sân Thiên Trường cũng nhận được sự quan tâm bởi những điểm số có thể quyết định thứ hạng cho lượt đi và cả mùa giải. Trong đó, đội chủ nhà Nam Định chỉ được xếp ngồi mâm dưới khi phải tiếp Sông Lam Nghệ An. Mọi con đường đều đổ về hàng đẫy Hà Nội, 23 điểm, đang dẫn đầu, hơn 4 điểm so với Hoàng Anh Gia Lai, 19 điểm, hơn 6 điểm so với các đội xếp tiếp theo như Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, 17 điểm và hơn SHB Đà Nẵng đến 7 điểm. Trong nhóm những ứng cử viên, Hà Nội FC chỉ để thua SHB Đà Nẵng và đấy cũng là trận thua duy nhất cho tới thời điểm này. Còn lại, họ lần lượt đánh bại Viettel, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An và Bình Định. Và ở vòng đấu này họ sẽ đón tiếp đối trọng Hoàng Anh Gia Lai trên hàng đẫy. Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC với Hoàng Anh Gia Lai thực sự là một siêu kinh điển của V-League 2022. Nếu Hà Nội FC đang vào form với phong độ xuất sắc thì Hoàng Anh Gia Lai đang hồi sinh mạnh mẽ cũng với 5 trận thắng liên tiếp. Vào lúc này, Hoàng Anh Gia Lai giống như ngôi sao hy vọng có thể ngáng chân Hà Nội FC trên con đường vô địch lượt đi. Xa hơn, cuộc thượng đỉnh V-League còn có tính chất bản lề bởi đội bóng nào có được 3 điểm sẽ giành lợi thế về điểm. Một đội bóng thủ đô khác là Viettel sẽ có chuyến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng. Ở Hòa Sơn mùa này, các đối thủ không phải kiêng nể khi đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chơi như lên đồng với dàn cầu thủ trẻ tài năng đang là nguồn cảm hứng. Họ vẫn bất bại trong 5 trận đấu trên sân nhà dù các đối thủ đều không phải dạng vừa. Đáng sợ hơn cả, hai ông lớn Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An đều phải phơi áo tại Hòa Sơn. Ở phía bên kia, Viettel đang có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đặc biệt, ở tuyến phòng ngự họ đang gặp những trục trặc khi mất nhiều nhân sự chất lượng và đánh mất sự tự tin cần thiết sau chuỗi trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận vừa qua. Chưa kể họ vừa tiêu tốn quá nhiều thể lực cho 120 phút trận bán kết AFC Cup khu vực với Kuala Lumpur. Thầy trò huấn luyện viên Baeji Won đã sắp bị dồn vào đường cùng và ít nhất phải có một điểm nếu không muốn bị đẩy xuống phía dưới. Đây thực sự là một nhiệm vụ đầy khó khăn với Hoàng Đức và các đồng đội. Riêng với huấn luyện viên Baeji Won, dường như thời gian tại vị đang được tính theo ngày sau chuỗi trận bết bát. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!